chào các bạn đã đến với video chia sẻ giải đáp các thắc mắc của các mọi người. Thì trên kênh của mình á, mình thấy nhiều bạn có những cái câu hỏi tương tự nhau, thì không phải nhiều bạn đặt câu hỏi đâu, tại vấn đề này vấn đề rất là chung chung rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đang có vấn đề là giọng hát của các bạn bị yếu nè, hơi thở khi hát á hay bị nghẹn ở cổ, ở những cái nốt cao á, và có dấu hiệu là đau họng khi hát nhiều bài liên tục. Đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết, ba cái bí quyết, ba cái cách để cho các bạn có thể loại bỏ cái dấu hiệu này trong một khoảng thời gian nỗ lực và luyện tập. Ok. Ấy, hình như nó bị ao nét đúng không ta? Đừng ao nét nhé. Ok, rồi. Đó là cái chuyện mà đầu tiên luôn. Đó phải, các bạn phải nỗ lực tập luyện nha, chứ không phải chỉ đơn giản đâu, 2-3 chiêu là được. Cái này là nó là yếu tố thay đổi cái thói quen ca hát của chúng ta đấy. Thay đổi thói quen, mà đã gọi là thay đổi thói quen thì mất rất nhiều thời gian và sự nỗ lực. Nên các bạn nếu gặp cái tình huống mà giọng hơi thở yếu nè, hát không có hơi gì hết á, hoặc là giọng hát yếu nè, giọng hát yếu là hát khi lên cao là bắt đầu cổ mình bóp lại, xước, hát không nổi, đuối, viêm họng đó. Thì đó, đầu tiên các bạn phải biết cách sử dụng hơi hiệu quả. Cách sử dụng hơi hiệu quả, nó là một quá trình. Nhưng hơi thở của mình khi mà dùng hơi á, thường thường là các bạn bị sai ở cái chỗ đó là cách sử dụng hơi thì nó có 3 yếu tố. Lấy hơi vô, nén hơi lại, thả hơi ra, đúng không? Thì bây giờ cái dòng hơi đó, thì yếu tố nào là yếu tố phải nói là cốt lõi của sự sử dụng hơi hiệu quả? Nó là yếu tố nào? Thôi nói luôn ha, là cái thả hơi. Cái hơi cuối cùng đi, cuối cùng cái hơi nó gọi là hiệu quả, thì nó phải tạo nên được cái âm thanh tốt, âm thanh hay. Nếu như cái hơi không tạo nên âm thanh tốt, không tạo nên âm thanh hay, thì cái hơi đó không hiệu quả, dù cho bạn có bao nhiêu hơi đi nữa, đúng không? Dù cho bạn có quá trời hơi, khỏe ấm ấm ấm, nhưng âm thanh đó không phải là một âm thanh hay, không phải là một âm thanh tốt, thì cũng thua. Đó là một tư duy trong cách sử dụng hơi, một sự khéo léo, một sự tinh tế. Đầu tiên là các bạn phải học về điều đó. Thứ hai là một cái quá trình các bạn trải nghiệm, các bạn tập luyện, nó tạo thành kỹ năng sử dụng hơi. Và cái thứ ba đó là chúng ta quên nó đi luôn, để nó thấm vô máu của chúng ta. Ngoài kỹ năng, bây giờ nó thấm vô máu luôn rồi, vô tủy của chúng ta rồi, nó tạo thành thói quen sử dụng hơi hiệu quả. Nó là một quá trình luôn. Đó, nhớ nha, các bạn để ý. Không thôi là chúng ta lại tiếp tục lạc đường, lạc lối. Ok nha, để ý nha. Rồi, cái yếu tố thứ hai để giúp cho chúng ta loại bỏ được cái sự yếu đuối trong giọng hát của mình, ngoài việc sử dụng hơi là yếu tố quan trọng nhất này. Hơi là phải tạo nên âm thanh hiệu quả, âm thanh thoải mái, âm thanh hay đó. Chứ không phải là hơi để dùng để lấy thật nhiều, hay là để làm cái gì đó lắm vô. Ok, nhiều học viên của mình hỏi em lấy hơi 1 phút, 2 phút, 1 tiếng, 10 tiếng. Hơi bị lố chút xíu. Nhiều để làm gì? Còn bạn có nhiều hơi mà bạn không biết xài thì cũng không. Giống như bạn có nhiều tiền mà không biết xài cho nó làm những điều gì đâu, không, đúng không? Không đáng gì đó. Có nhiều tiền thì phải đưa người biết xài tiền thì nó lại hiệu quả hơn. Ok, cái quan trọng là ít nhiều không quan trọng, quan trọng là phải biết cách sử dụng hơi hiệu quả. Yếu tố thứ hai là vị trí âm thanh và các khoảng vang phải được đã thông kinh mạch. Mình chơi giống như phim kiếm hiệp vậy đó, đúng không? Đã thông kinh mạch các khoảng vang của các bạn, các vị trí âm thanh phải đã thông. Đó là yếu tố mà khi mà mình vô mình dạy cho học trò của mình, mình vô mình đầu tiên luôn đã thông kinh mạch trước, nói chuyện tiếp.
Pạc 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 giống như phim kiếm hiệp ngày xưa vô vậy đó, đang yếu xìu pạc 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 cái khỏe như trâu. Trưởng bum 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 bum, hỏi làm gì vậy, mới vừa vô đã thông kinh mạch xong. Đúng không? Có thì có nha, kiếm hiệp là kiếm hiệp, bây giờ họ thầy Phong là thành Phong đóng phim kiếm hiệp luôn à. Các bạn chỉ cần học mình vô chừng 2 buổi mình đã thông kinh mạch thôi các bạn, giọng các bạn khác liền. Tin mình đi, nó phải tin mình mới được, phải tin mình mới học được nhiều điều hay nha. Vị trí và các khoảng vàng phải được đã thông thì cái giọng hát của mình nó sẽ tiến triển cực kỳ nhanh, nó hơi thở nó tốt hơn, âm thanh sẽ hay hơn, vang hơn, bố quá. Đúng rồi, cực kỳ quan trọng luôn, vị trí âm thanh và các khoảng vang, đây là những yếu tố cực kỳ basic và cơ bản luôn. Suốt ngày đi tập beat vô rồi chán ghê, mấy cái này không đọc, mấy cái này các bạn tập vài buổi là được à, mà hát hay luôn nha, áp dụng vô bài. Trời ơi, mình dạy cho nhiều học trò của mình, phải nói mình tự mình khen, tự tự khen. Mình thấy mấy cái bạn đó tiến bộ, mình trời cảm thấy sướng lắm các bạn ơi. Không có gì sướng hơn là thấy học trò mình tiến bộ, thấy được cái nỗ lực và cái công sức của mình được đền đáp, thấy học trò mình tiến bộ là mình vui ha, thiệt rất là vui đó. Ok, và yếu tố cuối cùng, yếu tố thứ ba là hồi nãy là vị trí âm thanh và khoảng vang đúng không, và cái yếu tố thứ ba để giúp cho cái giọng hát của bạn không có bị yếu, không có bị tịt ở cổ họng lại, không có bị tắc tiếng, đó là cách sử dụng lực hát khéo léo tinh tế. À, lực hát một cách khéo léo và tinh tế. Lực hát là gì? Là cái lực khi chúng ta hát. Phần lớn các bạn đều có lực hát rồi, các bạn gồng đó, khi khi hát mà bóp cổ họng nó là yếu tố, là lực đấy, các bạn đang sử dụng lực đấy, mà các bạn chưa biết cách dùng cái lực đó vào trong bài hát, vào trong câu hát, vào trong cái âm thanh của mình một cách khéo léo để điều khiển nó tinh tế, à để cho bài hát nó hay hơn, âm thanh nó hay hơn, và mình có một cái sức mình dàn trải cái vấn đề nó dài ra, mình hát 10 bài 20 bài đuối. Không phải không đuối đâu, 10 bài đuối à, cả năm đuối à, không, một hai bài, ba bốn bài không đuối thì được, chứ còn 10 bài 20 bài là đuối. Cả năm đuối, sức người có giới hạn. À, thì cái lực hát khéo léo là đúng, là phải có, thì khi các bạn phải sử dụng được cái lực hát của mình vậy thôi, chứ đâu có gì đâu đó. Thì ba yếu tố nha. Thì muốn đạt được những yếu tố đó thì đăng ký học thanh nhạc mình đi. Ok, mình hướng dẫn cho. Mình sắp tới, đúng không, sắp tới mình sẽ có những cái giáo trình online, mình hướng dẫn từng nội dung luôn, hay lắm các bạn ơi, mình đi từng vấn đề luôn. Rồi các bạn cần cái sự hỗ trợ và tư vấn thanh nhạc, mình có giải pháp cho các bạn vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả, vừa tiện lợi nữa, là ngồi ở nhà học thôi, không cần phải đi đâu xa hết. Mùa mưa, mùa nắng, Covid, ở nhà học khỏe mà vui nữa, quan trọng hiệu quả thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới câu chuyện là chúng ta sẽ gắn kết với nhau nhiều yếu tố vấn đề nữa. Trước mắt là cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của thầy Phong. Thật sự là tuy ít người đăng ký nhưng mà nó cũng là một cái động lực, ngày nào cũng tăng đó nha bạn, ngày nào cũng có người đăng ký tăng, vui như đó, nhìn mình nhìn thấy như vậy là mình rất là vui rồi. Và mình sẽ cố gắng hơn để chia sẻ những cái kiến thức, và sắp tới mình sẽ ra những cái bộ giáo trình luyện thanh luôn, đó luyện thanh như vậy luôn, chứ không chỉ ngồi nói xàm xàm gì đâu. Vô bài một bài giáo trình luyện thanh là cả tiếng tiếng mấy rồi đó, mà chia ra rồi khoảng 5-6 nội dung gì đó, rồi các bạn cứ mỗi ngày cứ lên luyện vậy, không tiến bộ mét mình. Không tiến bộ mét mình sẽ giúp cho các bạn tiến bộ hơn. Ok ha, rồi chúc các bạn sẽ thành công và có những cái góc nhìn về ca hát. Và khi các bạn đang gặp những cái khó khăn về giọng hát như vậy, hãy xem lại video này và tìm kiếm những nội dung giải quyết ba vấn đề này cho các bạn, hay là tại những vấn đề là thì các bạn sẽ có thể hát hay hơn, tiến bộ hơn. Ok, chúc các bạn sẽ thành công. Bye bye. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.